xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mẹ Tấm Channel. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một món ăn đơn giản, thanh đạm. Một món ăn rất là xanh nha, tốt cho sức khỏe và đặc biệt rất là ngon miệng. Đó là món đọt bí hay còn gọi là ngọn bí. Hôm nay mình sẽ làm món ngọn bí trộn nha các bạn. Mình cùng vào bếp với Mẹ Tấm nhé. Nguyên liệu thì rất là đơn giản, cho ra chúng ta một món ăn đổi vị hay là sang kẽ giữa thịt cá. Đây là thành phần nguyên liệu, các bạn cùng tham khảo nha. Đầu tiên thì mình đi nhặt ngọn bí trước nè các bạn. Ngọn bí mình tìm mua cũng còn non. Mình bẻ cái ngọn bí, cái cọng nó còn giòn. Lá thì cũng xanh mướt. Mình đang tước bỏ cái ngọn bí nè. Mình lặt thật sạch cái lớp vỏ mỏng bên ngoài nha. Đọt bí này ngon hay không á là cũng ở cái công đoạn sơ chế rau này nè. Mình làm kỹ thì sẽ cho ra những cọng rau giòn ngon, ăn không hề bị dai. Và nếu bạn tước không kỹ thì ăn ngọn bí sẽ cảm giác như nó bị già, nó dai nhách nè. Mình là mình sẽ bỏ bớt cái phần lá, hầu như phần lá mình chỉ để lại lá non và ngắt bớt cái phần đuôi lá như thế này. Phần ngọn sẽ rất là dễ nhặt, còn phần cọng phía trên á, nếu mà ai biết cách nhặt á, thì nhặt rất xịn và không hề bỏ luôn á các bạn. Như cái phần cọng này nè, mình chỉ biết nhặt sơ sơ như vậy thôi. Và mình muốn loại bỏ hết cái vỏ bên ngoài thì mình dùng móng tay ấy, mình bứt bứt như thế này. Mình cũng biết làm nữa. Và tiếp tục thì mình cũng nhặt cái hết bó rau nha các bạn. Mình ngồi nhặt hết cái bó rau này thì cũng thần kỳ lắm á các bạn. Rồi ok, bây giờ mình cũng đã nhặt xong rồi nè các bạn. Hầu hết là mình tước bỏ sạch sẽ cái lớp vỏ bên ngoài nè. Giờ mình sẽ đem đi rửa và ngâm muối, sau đó rửa lại rồi để ráo. Trong khi đó thì mình sẽ đi băm tỏi và cắt ớt nè. Ớt thì mình sử dụng ớt sừng nè. Một nửa thì mình sẽ cắt sợi, còn một nửa thì mình sẽ băm nhuyễn để làm mắm á các bạn. Rồi nha các bạn, đây là rau bí mình đã rửa sạch sẽ để ráo. Bên này là ớt băm và tỏi băm. Đây là trái chanh để tí nữa mình làm mắm. Lúc này mình quên là nhà hết dầu hành phi nên là mình sử dụng 50g hành khô để làm hành phi dùng tạm nhé. Bây giờ mình sẽ đi phi hành nè, mình bắt lên bếp một cái chảo, cho vào đó một ít dầu ăn. Đợi dầu ăn sôi lên thì mình cho hành vào phi vàng lên. Vì là mình làm ít mà mình không có cái chảo nhỏ nên là mình nghiêng cái chảo lại như thế này, phi hành cho dễ. Hôm trước mình có học được một cách á, phi hành rất là giòn ngon. Đó là không dùng đũa để khuấy để giữ nguyên cái miếng hành đó các bạn. Nếu mà mình dùng đũa khuấy là nó sẽ bị tơi ra. Mình chỉ lắc lắc cái chảo như này để hành được đều ra hơn thôi. Và phi đến khi nào mà xém vàng là được. Như này là mình cho ra chén được rồi nè. Giờ mình sẽ đi luộc rau nha các bạn. Mình bắt lên bếp một cái nồi và cho nước vào đó. Tiếp đến thì mình cho một muỗng cà phê muối vào. Mình bật bếp lên và đun nước cho sôi nè. Trong khi chờ nước sôi thì mình chuẩn bị một thau nước và cho vào đó vài viên đá. Nước này mình dùng để khi mà mình luộc rau xong thì mình vớt rau ra, cho vào đó luôn để rau giữ được độ xanh và độ giòn á các bạn. Ok, nước sôi rồi nè, mình cho rau vào và luộc nhé. Mình nhớ là mở lửa to để rau được xanh. Và khi cho rau vào hết rồi thì mình dùng đũa đảo đều để rau được chín đều nha các bạn. Thank you.
Khi cho rau vào á, mình đảo đều nước sôi lên vài dạo như này á, là mình tắt bếp đi là vừa nha các bạn. Mình vớt ngay ra cho vào thau nước đá lạnh luôn nha. Mình cho vào thau nước đá xong rồi mình dùng đũa vũ 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 ra cho nó được nguội đều nè. Các bạn thấy không, rau của mình luộc á, nhìn xanh ngắt luôn á. Nó không có chín quá nha các bạn. Mình kiểm tra thử nguội hẳn chưa nè. Nguội hẳn rồi thì mình vớt ra rổ để ráo. Mình vũ vũ cho rớt bớt nước nè. Đây là phần rau của mình sau khi vớt ra nè. Nhìn xanh tươi ngon không các bạn? Rau mình luộc á, không quá chín, mình ngâm ngay vào nước đá lạnh thì sẽ không bị mềm rau, rau vẫn giữ được độ giòn. Giờ mình sẽ để đây cho ráo và đi làm phần nước mắm để trộn nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh nước mắm nè, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê đường. Rồi mình khuấy đều cho tan. Rồi cho thêm vào đó 1 muỗng canh nước chanh. Bây giờ là mình sẽ cho cái phần tỏi ớt đã băm nhuyễn vào nè. Như vậy là mình đã có ngay nước mắm để trộn rồi nè. Tiếp đến thì mình quay lại cái phần ngọn bí nè các bạn. Ngọn bí đã luộc thì giờ mình sẽ vắt ráo nước nè. Rồi cho vào thau trộn, xới xới đều ra. Mình đã vắt xong hết rau rồi nè các bạn. Trời ơi, rau của mình nó xanh âm luôn á. Giờ mình sẽ cho hết cái phần nước mắm đã chuẩn bị vào nha. Rồi tiếp đến là 2 muỗng canh dầu hành phi. Trộn đều lên. Các bạn trộn với gia vị thì nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị gia đình mình nha. Lúc này mình thấy nó nhạt quá nên là mình đã nêm thêm 2 muỗng cà phê hạt nêm. Nhưng mà cái phân đoạn này mình quên quay mất mà mình đã trộn rồi nên các bạn nêm nếm lại cho vừa ăn nha. Giờ mình sẽ cho đậu phộng rang vào là hoàn thành rồi nè. Món ăn của mình tuy đơn giản nhưng mà rất là ngon miệng nha các bạn. Giờ mình sẽ cho một ít ớt cắt sợi vào nữa để cho cái món ăn của mình nó màu mè hơn nè. Ok, cho ra đĩa và dùng ngay thôi. Nhìn dĩa rau hấp dẫn gì đâu luôn á, xanh ngắt à. Mình cho một ít ớt sắc sợi lên trên nè. Hoàn thành rồi, mời các bạn nha. Như vậy là video của mình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu thấy thích video này hãy cho mình một nút like nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo khi mà mình post lên nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công nha.